Sáng ngày 10 tháng 6, năm 2024, nhằm ngày 5 tháng 5 Giáp Thịnh, tại Tổ đình Bảo Lâm, thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Môn đồ đệ tử đã trang nghiêm thiết lễ tưởng niệm Đại thường Cố Hòa Thượng Thích Nguyên Từ, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 6-7-8, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy An, viện chủ Tổ đình Bảo Lâm, trụ trì chùa Cổ Lâm Hội Tôn, huyện Tuy An, giám viện trường trung cấp phật học liệu quán phú yên quang lâm chứng minh tham dự có trưởng lão hòa thượng thích tâm thủy ủy viên thường trực hội đồng chứng minh chứng minh ban trị sự phật giáo tỉnh hòa thượng thích quảng phát chứng minh ban trị sự tỉnh hòa thượng thích đồng tiến trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cùng chư tôn trưởng lão ban chứng minh các huyện ban trị sự cùng chư tôn đức ban trị sự phật giáo tỉnh thành phố và tăng ni trụ trì tự viện các nơi đồng tham dự Đối trước di ảnh và long vị cố hòa thượng đã được an trí tại tổ đường, chư tôn đức trưởng lão cùng đại chúng thực hiện nghi thức dân hương tưởng niệm, đánh lễ và cùng ôn lại công hành của ngài đã có công lao cống hiến cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà. Sau đó, hàng môn đồ thứ chúng đã cung thỉnh chư tôn đức quan lâm về đại hùng bảo điện thực hiện nghi thức cúng dường trai phạm. Tại đây, đối trước khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh của buổi lễ, Thượng Thọa Thích Quảng Đạo trụ trì chùa Hòa Sơn, trưởng tử của Cố Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Bảo Lâm, đã dâng lên lời tác bạch cúng dường trai phạn. Đáp lại lời tác bạch của môn đồ thứ chúng, Đại Tăng Đại chấp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà ba lần, hứa khả nạp thọ phẩm Phật cúng dường và sau đó dùng cơm trong chánh niệm. Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Từ pháp danh là Nguyên Từ, hiệu Thiện Quang, năm 1963, ngài thọ giáo với Hòa thượng Thích Hành Trụ ở chùa Chánh Giác và được cho pháp tự là Văn Tu, thọ giới Tỳ kheo năm 1969. Trong quá trình hành đạo, Ngài đã kinh qua các chức vụ trong giáo hội như Giám viện kiêm trưởng ban bảo trợ trường trung cấp Phật học liệu quán tỉnh Phú Yên, trưởng ban nghi lễ giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên hai nhiệm kỳ 4 năm, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 6-7-8, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy An, Ngài trực tiếp vận động xây dựng chùa Cổ Lâm Hội Tôn từ năm 2015-2020. Sinh thời, Ngài luôn tích cực trong công tác giáo dục, hoàng pháp, khuyến khích vận động tăng tín đồ Phật tử làm từ thiện, quan tâm đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Công đức hành hoạt và những cống hiến của Ngài là nét son quý giá cho sự chuyển mình kế thừa, phát triển của Phật giáo Phu Yên nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Ngài vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức của đàn hậu học, nêu tấm gương sáng lạng của một bậc xuất trần thượng sĩ vững chãi thảnh thơi, giản dị khiêm cung tinh tấn tu học, tận tụy trong giáo hội và sứ mệnh hoàng pháp độ sinh. Ngài thu thần thị tịch vào ngày 3 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 5 tháng 6 năm nhâm dần, trong niềm thương tiếc vô hạn của hàng hậu học và học trò đệ tử, trụ thế 82 năm, Hà Lạp 54 năm.